Ôi cha ơi, bị sao á? Con để con dựng iPad ở đây á hả? Con muốn sao? Con muốn mua gì nữa? Này mày dựng lên cho con đi. Con muốn mua gì? Mua Peppa Pig. Ok, rồi mua gì nữa? Mua gì nữa con? Mua Daddy Pig. Mua gì? Mua hết luôn phải không? Thôi nhưng mà biết làm sao không? Ngày hôm nay cuối cùng lần quần chưa có giới thiệu Audrey cho bà Nhung mong lũ. Đúng rồi, cuối cùng là cô Nhung, bà Nhung không có gặp được bạn mới. Ô sức kỳ vậy ta. Là Nhung không được. Không biết sao tại mình lâu mình đi chơi quá. Mình về là có ở nhà. Từng này là bạn ở nhà với mẹ mà mình đi chơi quá nên không gặp được bạn. Trong chờ chơi dữ lắm nè ha. Nghĩa là mai mình đi sớm nữa rồi sao gặp bạn chơi. Mẹ hồi chiều này là mẹ của A Trì nhắn tin là nè, A Trì là đã đi tập ngoài với lại ở trong Boho rồi. Nên là mà A Trì muốn cho Chay biết điều này. Wow. Dữ không? Thua Chay rồi ha. Ừ, nhắn tin luôn. Wow. Yeah. Cuối cùng thì A Trì cũng đã làm được điều đó. A Trì muốn cho muốn cho Chay là người đầu tiên biết được. Ơi. Chay chỉ phải không? Chay chỉ bạn phải không? Ờ. Chay chỉ bạn đúng không? Chị có chị không? Chị có chị A Trì đi không? Hả? Chị có chị có bạn mặt không? Mặt. Tới giờ này là giờ được coi iPad rồi nha cô chú. Hồi nãy mới là xây lâu đài với ông Lũ rồi. Ông Lũ xây lâu đài nào là phá cái lâu đài đó. Cười nữa chứ. Yeah. Phá xong rồi cười khặt 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 luôn. Người trong mình nhảy, người mình đè mình. Trời hát đó, hát nhảy đó. À bây giờ đúng rồi. Đó, đúng rồi. Học múa nhảy sao? Học múa nhảy sao? Nhảy cho ông Lũ với bà Nhung coi. Wow, quá lộn nữa. Ôi trời ơi, nhảy vậy đó. Wow. Nhảy dữ ghê thật. Bữa học bông lũ thấy chê lắc đít đúng mà ta. Chồng lắc cái mông. Có lắc đít không? Nhảy ba lê, nhảy ba lê nhắc ra. Trời ơi, Chay đừng có nhảy giống cái chị đó nghe Chay. Đó, cái đó ai á con? Cat on the wall phải không? Phải không? Nhảy kìa, trời ơi. Ôi trời, nhảy quá dữ luôn. Ôi mùi chết bình thường luôn. Ôi trời ơi. Vô lớp nhảy là nhảy ngày đầu tiên, không ai nhảy lại luôn. Vậy à? Trời ơi trời ơi. Chay là phải cho đi học chạy pop. Phải là cái gì đó. Cái gì đó quay đầu rồi đi. Hả Chay? Mày sao vậy? Cái miệng sao vậy? Chay cái mô phật đẹp quá ta. Mô phật đẹp. Ôi trời ơi. Ủa, quá dữ luôn. Để iPad kìa. Không có đè iPad đó nghe chơi nha. Cột tóc lại em chơi. Đi đâu á? Thôi giờ này còn đừng đi thay đồ lấy đi bắt nữa. Cái này quen à. Nhưng mà mẹ đóng gói vô rồi. Muốn vậy hả? À, mua vậy phải không? Chảy chỉ nữa không? Muốn muối vậy? Làm lại bà Nhung coi coi, làm lại bà Nhung coi coi. Muốn sao? Làm lại bà Nhung coi coi. Yes, làm lại nha. Trời ơi, vậy đó hả? À, muối giống robot hả? Cái đó robot muối hay gì? Cái tay sao? Gì hả? Gì? Mua hết rồi. Ông Lũ giờ không biết rồi nè. Ông Lũ giờ là nó có muốn mua này không nữa. Giờ mua hết luôn. Mua hết luôn ha. Dạ, chào chị bên Nhung làm đi. Mua điệu gì đó. Đây. Đây cái đứng đó kìa. Ủa có cái dụng chu đích lên hả? Nhảy gì chu đích nữa. Đẹp quá vậy ta. Trời ơi. Đó. Muốn chân nữa. Đâu ôi. Bốn số con cuối để cầm phân Venmo là số nào vậy? Má con nhúng. Đó, nó coi mấy cái đó đó cô chú kìa. Đó, nó coi gì không đó. Bởi vì nó ai nói gì trong đó là ăn học theo hết. Nhưng thấy đã làm vậy mà. Tới tối mới là mai phát, đúng rồi. Đây như mình bận cả ngày cái tối mình coi điện thoại. Sao cái này cũng được 3, 2, 4, 5 hả? Được chứ. Kêu bạn đó khỏi cần confirm cũng được, miễn cái số thấy tấm hình đó là giống rồi, đúng rồi đó. Đừng có lo. Trời, cái gì té chứ đi. Trời ơi. Qua thử cái qua chưa? Cái gì vậy trời? Rồi qua rồi. Hả? Qua rồi. Trời ơi.
Trời ơi, chay hồi chiều này đút cơm cho chay ăn á cô chú. Cái xong rồi cái hả, nó nói mẹ mẹ đút nhỏ thôi mẹ đút con nhiều quá. Trời, nó nói vậy đó. Nhỏ thôi, nhỏ thôi. Nói tiếng Việt giỏi lắm cô chú ơi. Trời, siêu nhân đó, siêu nhân bay đó. Tiếng Việt giỏi lắm. Mà nít hay đó. Ôi dạ. Cái gì gặp ba nó qua tiếng Anh liền. Hay. Cỡ này giờ con có ai mà nói tiếng Tàu nó cũng hiểu tiếng Tàu. Không thiệt, cái đó thiệt nhiều thứ tiếng lắm mà tiếng Spanish mình vô nó hiểu luôn á. Nhanh nhất. Đánh cho đi học tiếng Spanish luôn đi học. Spanish đó hả? Cũng có lý. Tiếng mà đẹp, cũng có lý á. Good idea đó chứ không phải giỡn đâu nha. Con đi học tiếng Spanish luôn đi, con lấy đó mà. Hai chơi đi ha. Học hết luôn, giống như mua đồ hết luôn. Học hết luôn. Cái gì cũng mua hết. Kiếm lên lớp Tây Ban Nha rồi cho nó vô nó học ha. Ừ, không thiệt, cái đó có lấy nó mới học. Ừ, đúng á. Ừ. Chơi à, chơi kiểu kỳ ghê. Chơi gì ơi. Hola, como está, amiga. Cái đó là mình còn làm tăng cho cái trí nhớ thông minh nó lên luôn đó. Này con mình càng học là nó càng thông minh. Bộ máy của cái này chay 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 tắt cái nhạc đó đi chay vô copyright giờ đó chay nè. Mấy cái chơi học tiếng Spanish nữa giỏi lắm mấy nha. 7-8 tuổi tới đây tới 7-8 tuổi là thôi. Được lắm á. Ni trong trường nó có mày cũng biết chút ít tiếng Spanish. Bắt buộc phải học nữa. Dạ, cái đó cũng có môn bắt buộc mà. Bây giờ ủa, hôm qua giờ con chưa có giới thiệu với ông Lũ với bà Nhung là cái con này có tên gì chay à? Chay, con nói tên gì con? Russia. Russia. À, Russia. Trong trong bộ phim gì chay? Phim gì con? Chay trong bộ phim gì chay? Russia trong bộ phim gì? Phim gì chay? Phim gì? No. Phim gì? Aladdin. Aladdin. Nổi quá. Có làm. Nãy giờ ông chú giờ này mới có thời gian để làm video để đăng lên cho cô chú coi á. Sáng giờ luôn mà. Sáng giờ là đi chơi đi rồi. Đi vòng vòng ngoài đi. Bận việc hết. Trời ơi làm gì? Cái đó mới đúng là nhảy luôn á chay. Cái đó là đúng nhảy luôn á. Ai cột tóc với chay vậy? Ba cột quá hả? Ai cột hả? Cái tóc này không phải mẹ rồi đó. Với ai cột tóc vậy? Không lửa. Hồi chiều hỏi lúc đi ra mo đi ra hỏi đi dài là đi lúc ba đi giữa đường không giờ có muốn đi với mẹ không vậy hả? Ba nói xong nãy tôi hỏi mẹ là mẹ không chịu đi. Nói xong cái là ngủ luôn không? Rồi giờ về chơi tới giờ luôn coi thằng chịu đỡ đổi không? Mà ba nó bồng vô còn ngủ. Bồng em vô còn ngủ xong ba đặt lên giường luôn. Chơi vẫn ngủ luôn. Chú đi ra ngoài lấy đồ cái chú đi vô ở sức rồi. Nó vậy đó. Mình tưởng nó ngủ chứ bồng nó vô nhà nó thức liền. Bởi nhiều lúc quá hả, con đi đâu về con muốn nó ngủ là con ngồi trên xe ngoài đường có tiếng không? Để cho nó ngủ cho ngon. Biết vậy đó. Ờ, đúng rồi. Ngồi tiếng là tiếng đồng hồ ngồi biết trên. Hơn là con này là an toàn đó nha con nha. Dạ. Chứ chỗ khác mà con đậu vô đó cũng liền. Đúng rồi. Không, thấy chuyện cái chỗ thành phố này là an toàn, có biết cái chỗ con ở nè. Chứ gặp nơi khác con đậu kiểu đó một tiếng hộp cũng mệt chứ cũng ngớ chứ không. Con đậu ngoài đường kiểu này cũng ấy. Chị muốn mua cái gì nè, chị muốn mua cái gì? Ồ, trong khu này là thôi khỏe. Rồi quá này thôi thì quá. Trời, cô Dung thấy con để cửa vậy cũng đi tùm lum vậy đó. Đi tùm lum vòng quanh thế giới Ajinomoto. Cái view này đẹp thiệt á chứ. View này đúng đẹp. Trời ơi, nó mở cửa nó đi khắp nơi. Trời ơi. Nhắc. Đồng hồ huyết điện thoại đâu con để đây là laptop con để đây là con đi ra tàu con chơi cái tiếng hai tiếng đồng hồ ấy không vậy đó ở Úc lần đi chứ chơi cái gì đó lần dốc lần mà lấy hồ cũng xong chỗ nào cũng xong ủa vậy
ra khỏi nhà mất. Bạn quên không hả? Có mấy người đi làm về tới nhà đó nha. Đưa khi mở cửa nhà vô bị giật. Ừ. Chết chưa? Không phải tại nhiều lúc người ta muốn căm mình nên mới mình xui mình gặp. Chị Trang chưa biết sao không biết lúc xui sao không biết. Thôi tướng tướng à, tướng mặc quần kìa. Quay rồi cô chú nói hả, video chay quay cả tiếng đồng hồ cũng coi nữa. À. Ừ. Cái video clip của nó là nó không bao giờ nó chào hết. Mà video clip của người ta cái quách ở bao mi. Video clip. Video clip của mẹ thì chào. Đôi chào, còn video clip của nó là không chào. Để đi ngủ kìa. Mi gió cô chú cái kìa. Để đi ngủ kìa. Con đang làm con gì vậy chay? Làm con gì vậy? Chị biết đang quay chị đó, bắt đầu chị diễn đó. Nó chỉ làm đó, coi được không? Ghê chưa? Mú ba lê đó. Mú ba lê là mú bê la đó. Ờ, ba ngủ nha, nhỏ thôi nha. Con đi đâu vậy? Con làm cái gì vậy chay? Mệt chưa? Mệt chưa? Thôi chay nè, bây giờ chào cô chú nè. Chào cô chú đi. Hẹn gặp lại cô chú video clip ngày mai đi chay. Bye bye cô chú nha. Bye bye cô chú. Đứng lên, đứng lên. Bye bye cô chú. Chúc cô chú làm sao? Có gì, có gì? Đúng rồi, có sức khỏe đến gì kìa. À bây giờ mô Phật thử trong đũ coi coi. Quỳ lại xuống mô Phật trong. Đúng rồi, cúi đầu xuống, cúi đầu xuống, cúi đầu xuống. Cúi đầu xuống chỉ sao bữa không đủ chỉ con sao? Mô Phật sao? Vậy nè. Vậy nè, đọc đi nữa rồi. Sao ghê.